Hey guys, today we're gonna be doing another video, but this time it's gonna be Vietnamese tests. Let's get started. First, we're showing the points. Câu hỏi Andin. Rồi. Loại bánh nào có trong ngày rằm Trung thu? A. Bánh nướng, bánh kẹo. B. Bánh bèo. C. Bánh đa. Chào các con. À, cô xin phép để nói là các em chút xíu. Thì á là cô có hình thức cho những em. Bất cứ em nào trả lời đúng là được cục kẹo trước nha. Và sau đó đó sẽ có bình thường cá nhân cho em nào trả lời được nhiều câu hỏi, trả lời đúng được nhiều câu hỏi đó là bình thường cá nhân. Và chúng ta sẽ có bình thường đội luôn cho đội nào, hai đội hai bên đội nào mà trả lời được nhiều câu đúng nhất. Thì con hiểu cô nói không? Ban giám khảo nè sẽ tổng kết lại em là trả lời nhiều câu đúng nhất thì các con có bình thường đặc biệt nha. Rồi cái đội nữa, ví dụ hai đội, đội nào có nhiều em trả lời theo C round. Nói sai làm sao con? Nói sai làm sao? Ok, bánh chưng được làm từ những nguyên liệu gì? A. Bột gạo. B. Gạo nếp. Đậu xanh. Teachers give questions and then the students push bells to answer. Bọt gạo. Cho tay. Ok, it's ok. Rồi cho tới em này. Ok, rồi con trả lời đi. Con có cơ hội khác. No, không phải con. The other students will learn at the center. I was eating Doritos. Some art. Now we were buying some snacks. Thank you.
nên con ăn gì ạ? It's party time. Có ăn rồi đâu, ông nhảy vô tranh với nhau. Ông có nghe tin gì tiếu không? Được. Được thắng quá. I am the master of rocks. Hỗ trợ ông đảng bảo thủ dân còn, ông không lên. Đúng rồi con, dạ. Thủ con thủ rồi. Không. Đây à. Thủ rồi nè. Không có nhìn vậy đó. Đó. Tắm. Rồi được rồi. I was doing a stone kicking technique. Outdoor fresh air at my school. A birdie. I'm in the library. I spy with my little eye maze. Gentle. Yeah. So I was drinking with two straws. I had nunchucks. Rồi giờ thả nó ra từ từ đi. Yeah. I let a bird free. Bye bye. Bye bye Nemo. Okay. Đi. Bye bye Nemo. Me climb a rock. Me in the library. The bird we rescued. Bye guys, make sure to like, subscribe, turn on the notifications, and share this with your friends for more amazing content like this. Bye guys.
I made some of the art on the wall. Make him spicy, Papa.